Cửa hàng Nhật Động Cơ xin chào tất cả các quý khách hàng. Chào mừng mọi người đã quay lại với kênh và video của em. Thì địa chỉ của cửa hàng là ngã tư Sông Ray, Cẩm Mỹ, Đồng Nai. Số điện thoại 0988 628 901. Số điện thoại có sử dụng Zalo. Quý khách hàng nào có nhu cầu sử dụng những cái dòng máy cưa xích, phát cỏ hay mua các phụ tùng máy cưa hay là máy đồ nông nghiệp thì cứ liên hệ qua số điện thoại của em. Thì hôm nay em sẽ giới thiệu đến tất cả mọi người một cây máy cưa Echo tay cụt đó, cầm một tay, mã số CS3000 đó. Thì đời này sử dụng gia đình, như anh em nào có nhu cầu cắt leo cành, leo nhánh hoặc là mình sử dụng gia đình thì mình nên sử dụng những dòng này, cầm vừa tay, cầm một tay nha mọi người. Thì bên Nhật người ta sử dụng đã có một cái móc để leo trên cành nha mọi người. Đây. Đó, cái móc này móc sẵn này ha. Bên Nhật thì, theo em được tìm hiểu thì người ta hay móc cặp quần đấy. Đó thì người ta leo lên. Rồi. Thì đời Echo này thì nhìn cũng rất là đẹp, gọn gàng. Đó, nó sử dụng hai ốc chân lam nha mọi người. Đó và tăng xích trực tiếp tại đây. Nới lỏng hai ốc chân lam là mọi người tăng xích ở đây ha. Đó, cũng khá là đẹp. Buji nằm đằng sau này nha mọi người. Đó. Còn nó có sử dụng một cái núm bơm xăng phụ ở đây. Đây là cái chốt cần e và đây là cái công tắc. Đó. Thì bình chứa nguyên liệu của nó thì đằng trước này là xăng pha với nhớt, còn đằng sau nhớt thải nuôi lam xích nha mọi người. Lam thì nó được sử dụng lam 30, xích thì là xích chuột nha mọi người. Đó. Rồi, giờ em sẽ vào vấn đề khởi động. Thì trường hợp để lâu hoặc cái xăng, mọi người bơm đầy cái núm bơm xăng này lên. Đây là cái cần e, mọi người kéo nó ra, giật nó ho một tiếng, mọi người đẩy vô là xài bình thường. Giờ em sẽ khởi động lên nhé. Khá là bốc nha mọi người. Bây giờ không còn một giọt xăng nào luôn. Đấy, thì quý khách hàng nào có nhu cầu sử dụng thì liên hệ qua số điện thoại của em nhé. Số điện thoại của em là 0988 628 901. Số điện thoại có sử dụng Zalo, bên em có ship toàn quốc nha mọi người. Đó.